Tháng 4 năm Ất Mùi 2015. Những tác phẩm thơ được phổ nhạc ghi lại lịch sử chiến tranh Việt Nam sau 40 năm Cộng sản Bắc Việt cướp chiếm thủ đô Sài Gòn và miền Nam nước Việt. Theo yêu cầu của những văn bút thi thơ sĩ Canada, California, Hoa Kỳ, John Đỗ Trương thực hiện. Tác phẩm Mai Tôi Về với dòng nhạc Rumba, John Đỗ Trương phổ nhạc và thực hiện. Theo yêu cầu, thơ sĩ Kim Đông, thi sĩ Mai Hoài Thu và thơ sĩ Trịnh Quang Chiếu. Trân trọng gửi đến quý vị, cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản khắp nơi và đồng bào quốc nội đang trong công cuộc đấu tranh giải thể chế độ cộng sản. Tháng 4 năm 2015 và hiện nay. Thơ phổ nhạc John Đỗ Trương. Tác phẩm Mai Tôi Về, thơ phổ nhạc John Đỗ Trương, xin kính tặng đến quý em, cháu, cô, chú, anh chị đang phục vụ trong ngành quân lực Việt Nam Cộng Hòa và hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa sau biến cố năm 1975. Còn lại cho
tôi thương kiếp con người, một đời hy sinh vì sống nuôi. Rồi thời gian qua, ai người ai chờ kiếp đơn côi, đời trai chinh chiến mấy ai chờ. Đời trai chinh chiến mấy ai chờ tác phẩm Nhớ Xuân của thi sĩ Mai Hoài Thu đã định cư thành phố San Jose, miền Bắc California, John Đỗ Trương thực hiện phổ nhạc và trình diễn vào mùa xuân năm 2014, thành phố Saint-Georges, France. Thank you.
Với ban nhạc Văn Hiển, tác phẩm Nhớ Xuân của thi sĩ Mai Hoài Thu được phổ nhạc vào đầu xuân năm 2014 qua yêu cầu của thi sĩ, và chân thành cảm tạ những lời khen tặng và quý thân hữu đã trực tiếp cùng John Đỗ Trương. Tác phẩm thơ phổ nhạc Cuộc đời và chinh nhân, viết và phổ nhạc thập niên 2010, Westminster, California, Hoa Kỳ, John Đỗ Trương. Nhạc mới là Cuộc đời và chinh nhân, xin riêng tặng cho các cô chú và các anh chị cũng như các em các cháu đang sinh hoạt trong ngành quân lực. Cảm ơn. Hôm nay
xưa tặng từng nơi xứ lạ, còn tôi vùng trời xa. Chúng nơi xa trường là niềm vui, chinh chiến vì quê hương, nhớ lại bao năm yên vui thanh tình. Tôi đi vì sông núi tiếng gọi của một đời đời và chính chân thành cảm tạ quý thân hữu cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản khắp nơi, độc giả và nhiều thi thơ sĩ đã khuyến khích John thực hiện những tác phẩm trong những thời gian vừa qua. Trân trọng lời chào thân ái, John Đỗ Trương. Đời đã cho ta những gì mơ, cuồng sóng xa hoa nhung lụa cao cũng nhiều nụ cười rạng rỡ mà người đời vội vàng xin đừng thương chi những gì đã mất.